Rồi, chọn xong hết chưa? Xong lại hai cô này còn thừa ra thế này. Chọn rồi đúng không? Đâu? Ok, chọn xong rồi, hai cô này rồi. Các bạn không có thừa. Tăng thừa này. Thừa này. Đấy. Đấy. Dành thế mà ăn chứ. Vẫn còn đủ rồi. Vẫn còn thừa. Ok, không sao. Bạn ấy, bạn đứng kia là một đội luôn. Không cần. Nữ chỉ có con cái mà hạnh phúc cho nhau, không còn tiền, không còn nam giới luôn. Rồi, ok nhá. Rồi, chúng tôi sẽ kiểm tra các cặp đôi nào. Ok. Rồi, tay to, đều hai bên. Ok, đủ này, một cặp này, hai cặp này, ok, đủ này. Ok, đúng rồi. Đúng rồi, ok, bây giờ mới trò chơi bắt đầu rồi, quý vị. Hôm nay thì xin mời chú sẻ được rồi. Mời chúng tôi và chú sẻ ngồi ở giữa. Cái này là phần quà cho hai bạn. Hôm nay các bạn đã dành rất nhiều tâm sức thời gian để chuẩn bị buổi lễ ngày hôm nay rồi. Và chú sẽ ăn một ngày luôn. Quên, tại sao cái gối? Thích cái vợ ai? Không nhớ luôn. Chú sẻ muốn chơi. Chú sẻ muốn chơi à? Thôi kiềm đi, kiềm hôm nay thì kiềm. Dạ vâng ạ. Ok, đủ người chơi rồi. Vâng ạ, bây giờ đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chơi một trò chơi cho là dễ lắm. Trời ơi, dễ lắm. Trò chơi này có tên là Cô Dâu Của Chú Sẻ Cần. Khi nào âm nhạc nổi lên thì sẽ mời là các cặp đôi, cái đồ chơi chúng ta sẽ nhún nhảy nhẹ nhàng theo nhạc. Trong quá trình chơi thì cô dâu chú rể sẽ đưa ra một vài đồ vật bất kỳ ở phía dưới. Cặp đôi nào mà lấy được đồ nhanh nhất, chuẩn nhất là đội giành chiến thắng. Ví dụ như là chú rể yêu cầu là các cặp đôi lấy cho chú rể một cái máy chẳng hạn, thì các đội xuống phía dưới, ai có cái đó thì mượn. Ví dụ thôi. Xuống bên dưới không được tự lấy đồ của mình nhá, không được tự lấy đồ của mình, không được tụt. Xuống bên dưới là phải mượn lịch sự để người ta tự cởi ra đưa cho mình, chứ không được là giật đồ xé đồ người ta nhá. Mà cái máy chỉ là ví dụ thôi chứ đừng cẩn thận. Ok ạ, đã sẵn chưa? Xin mời một video cho chú thể ạ. Ok, xin mời nào. Ok đấy, chơi phải thế chứ. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Bỏ bớt sơ mi quần áo ra, thôi áo thôi được bỏ quần. Giày dép ra cũng được. Yên tâm, cái trò này có thể là cho anh nam giới nào cho được mà. Được sao chưa? Ok, âm nhạc nào. 3, 2, 1, âm nhạc. Ok, thưa quý vị, chúng ta nào. Hãy cùng với cú điệu của các cầu thủ và những người chơi của mình có rất là lớn nào quý vị ơi. Nhạc nhớ. Rồi, tay lên trời, rồi, nhảy nào. Hãy, hãy. Đang cố giành được để cho cặp đôi thể đẹp nhất. Đôi nào mà nhảy xấu nhất đã ở lại chơi trò chơi tiếp theo. Hey, 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 hey. Rồi dơ lên để đếm nào, mình thấy bình thường nhỉ?
rồi, nặng quá. Không gian nó đang ngập tràn bởi nước hoa. Đấy á, tính rất là nhiều hoa nhưng mà trên này mùi nó rất nặng. Mùi này không biết của ai nhưng mà chắc là phải tầm 5 rồi chưa dặn. Đếm nào. Ok, một đôi đủ. Đôi này nặng nhất này. Ok, đủ một đôi này. Đôi này một thừa chỉ tiêu, thường là một chiếc. Đội, kinh quá. Ok, đủ. Tôi không biết đây. Trong khi mỗi đội là một đôi này là một đội, này là hai đôi. Khả năng lột đồ quá đỉnh. Vâng, xin chúc mừng hai bạn. Ok, look at the girl. Ok, chuẩn luôn, ok. Ok, đủ rồi ạ. Lần này các đội hòa nhau, xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn. Ok. Thôi, chỉ tiêu là một đôi, một chỉ tiêu kệ. Đàn nào chẳng như nhau, đúng không? Ok, trả tắt đi, xong mình quay lại với chơi tiếp. Dạ, nhận gửi anh. Thôi, ai gửi năng lên chết. Rồi, ok, hiệp 2. Cô dùng kỹ dần đi nhé. Rồi, ok, đã sàn nào, mình nhờ chung một xem ạ. Ok. Mở cái đôi quay lại sân khấu ạ. Mới chạy một tí thôi đã mát cả mồ hôi đổ nhộp này. Ok, sẵn sàng chưa? Ok, nào mời các đồ chơi. Từ từ, mình thích phải có xúc tác âm nhạc, nó phải từ từ. Phải có giọng đầu chứ đâu ạ. Nào các bạn, bước chân trái lên nào. Bước chân trái lên, hạ thấp trọng tâm. Trọng tâm một chút, mắt lim dim, cắn môi cá cho nó sexy này. Ok, nào, đưa tay ra nào. 3, 2, 1, âm nhạc bắt đầu. Một miếng thôi. Rồi, bóng xong là đủ chỉ tiêu.